Còn hơn một tháng nữa là đến hẹn hoàn thành dự án nâng cấp mở rộng đèo Prenn, thành phố Đà Lạt. Thời điểm hiện tại, tuyến đường đèo đã hoàn thiện một số đoạn, những phần việc còn lại đang được đơn vị thi công tích cực triển khai kịp tiến độ. Theo ghi nhận của phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng, trong tổng số 7,36 km toàn tuyến, hiện 3 km phía đầu trên của đèo Prenn đã hoàn thiện. Phần nền đường đã được thảm nhựa, kẻ vạch phân làn, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, hộ lan, bảng chỉ dẫn. Theo thiết kế, tuyến đường đèo được mở rộng từ 2 làn lên thành 4 làn xe, mặt đường sau nâng cấp sẽ rộng 14,5 m, nền đường rộng 15,5 m. Tại đoạn giữa của tuyến đèo, hiện hàng trăm công nhân đang tập trung máy móc, thiết bị tiến hành hoàn thiện hệ thống mương thoát nước, thi công những công đoạn cuối của trụ cầu tại km 225 800 và km 221 800. Trong số này, phức tạp và mất nhiều thời gian là phần thi công cầu tại km 225 800 với bề rộng 15,5 m, chiều dài 120 m với 3 nhịp. Hiện nay là chúng tôi đang tập trung tăng cường thêm xe máy thiết bị để tranh thủ. Và thời tiết là giai đoạn này nó cũng bất đoan đi rồi và nó cũng nắng lên, là hiện nay là đã huy động lên là tầm hơn 300 công nhân và bố trí làm việc là 3K 4 kíp, làm việc 24/24, đặc biệt là tại cái cầu kẻ tuyến này là hầu như là làm 24/24 và máy móc thiết bị là ưu tiên để mà đến cuối tháng này là chúng tôi sẽ dự kiến là công tác cắt dầm. Và anh em là tập trung, hiện nay là tất cả các bộ kỹ thuật là chúng tôi hầu như là cắm trại và tập trung ở đây để làm sao tập trung toàn bộ nguồn lực để đưa công trình này về đích đúng hẹn với chủ đầu tư. Tại khu vực phía dưới chân đèo, hiện tại đơn vị thi công đã thảm nhựa được khoảng 1 km. Các công tác hoàn thiện về mặt kỹ thuật cũng được các nhóm công nhân triển khai gấp rút. Mới đây, ông Ngô Văn Ninh, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết dự kiến sẽ thông toàn tuyến đèo Prenn trước ngày 28 tháng 12. Việc hoàn thiện dự án nâng cấp tuyến đèo Prenn sẽ giúp các phương tiện lưu thông thuận tiện trước mùa cao điểm du lịch Tết 2024. Dự án nâng cấp mở rộng đèo Prenn được kỳ vọng sẽ giải quyết tình trạng ùn tắc, đảm bảo an toàn giao thông, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế xã hội của thành phố Đà Lạt nói riêng và tỉnh Lâm Đồng nói chung. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 11, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa phổ biến 200-300mm, vùng tâm mưa có nơi trên 500mm. Dự báo thời tiết ngày và đêm 25 tháng 11, phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ C, khu Tây Bắc 12 đến 15 độ C, cao nhất từ 25 đến 28 độ C, có nơi trên 28 độ C. Phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hưởng nắng, gió Đông Bắc cấp 2 đến 3, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C, cao nhất từ 25 đến 28 độ C, có nơi trên 28 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác. Phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 đến 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ C, cao nhất từ 25 đến 28 độ C. Riêng khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió Đông Bắc cấp 2 đến 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C, cao nhất phía Bắc từ 26 đến 29 độ C, phía Nam từ 29 đến 32 độ C. Khu vực Tây Nguyên có mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng phía Đông có mưa vừa, cục bộ có mưa to và dông. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 đến 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ C, cao nhất từ 25 đến 28 độ C. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2 đến 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C, cao nhất từ 29 đến 32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn 4 số 9 trong ngày cuối tuần tiếp tục tăng mạnh.
nếu tính từ đầu năm đến nay, giá vàng miếng SJC tăng khoảng 3,7 triệu đồng một lượng thì giá vàng nhẫn 4 số 9 hơn 7 triệu đồng một lượng, gần gấp đôi so với vàng miếng SJC. Ngày 25 tháng 11, giá vàng thế giới vừa lấy lại mốc 2.000 đô la Mỹ, kéo giá vàng SJC trong nước tăng 300.000 đồng một lượng so với hôm trước, một lần nữa vượt 72 triệu đồng một lượng. Vào khoảng 9 giờ tại thành phố Hồ Chí Minh, công ty B&J báo giá vàng SJC ở mức 71,2 triệu đồng một lượng mua vào và 72 triệu đồng một lượng bán ra, tăng 200.000 cả hai chiều mua và bán. Cùng thời điểm tại Hà Nội, công ty SJC cũng tăng giá vàng SJC lên 100.000 đồng chiều mua và 300.000 đồng chiều bán lên 71,1 triệu đồng một lượng mua vào và 72,12 triệu đồng một lượng bán ra. Giá vàng nhẫn 4 số 9 cũng được tăng lên thêm 150.000 đồng một lượng so với hôm trước. Cụ thể, vàng nhẫn B&J được công ty B&J tăng lên 60,2 triệu đồng một lượng mua vào và 61,4 triệu đồng một lượng bán ra, tăng 100.000 đồng chiều mua và 150.000 đồng chiều bán. Tương tự, vàng nhẫn SJC được công ty SJC tăng lên 60,2 triệu đồng một lượng mua vào và 61,4 triệu đồng một lượng bán ra, tăng 50.000 đồng chiều mua và 100.000 đồng chiều bán. Ngày 25 tháng 11, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, liên quan vụ cán bộ công an bị đứt lìa hai chân khi truy đuổi cát tặc trên sông Hậu, lực lượng chức năng đã bắt giữ hai đối tượng liên quan. Theo đó, Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long đã tạm giữ hai người đàn ông, sinh năm 1979 và sinh năm 2002, cùng ngụ thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long để điều tra. Trước đó, vào khuya ngày 23 tháng 11, tổ tuần tra Công an huyện Trà Ôn gồm 4 người đã đi tuần tra đảm bảo an ninh trật tự lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn huyện Trà Ôn. Lúc này, tổ tuần tra phát hiện ghe gỗ không số hiệu cùng hai đối tượng đang khai thác cát trái phép trên sông Hậu nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện và bắn chỉ thiên. Tuy nhiên, các đối tượng ngoan cố không chấp hành, rồi điều khiển phương tiện tăng ga bỏ chạy. Trong lúc bỏ chạy, ghe của các đối tượng đã va chạm vào tàu của tổ tuần tra khiến cả 4 cán bộ rơi xuống sông. Sau đó, 3 đồng chí trong tổ đã lên được ghe của đối tượng, riêng đại úy Trần Hoàng Ngôi đã bị thương nặng, hai chân dưới gối bị đứt lìa nghi do bị cuốn vào chân vịt ghe của đối tượng. Đại úy Ngôi đã được đồng đội đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Do vết thương rất nặng, các bác sĩ buộc phải cắt bỏ 1/2 đùi chân phải và cắt bỏ trên gối chân trái. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ theo quy định. Khuya ngày 24 tháng 11, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cho biết, lực lượng công an huyện Duy Xuyên đang tiến hành điều tra một vụ cháy nhà trên địa bàn huyện. Trước đó, lúc 20 giờ cùng ngày, trong căn nhà ở thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, một người phụ nữ, 66 tuổi, đang ở nhà dưới thì nghe mùi khói trên gác nên chạy ra ngoài hô hoán cháy nhà. Người dân gần đó huy động cùng nhau dập lửa. Tuy nhiên, do ngọn lửa quá lớn nên người dân địa phương gọi báo cho cơ quan chức năng. Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng khẩn trương có mặt tại hiện trường tổ chức dập lửa. Tuy nhiên, vụ cháy đã khiến một người trong nhà tử vong do không chạy thoát kịp. Vụ cháy này khiến chồng của người phụ nữ, 55 tuổi tử vong tại khu vực gác lửng của nhà. Nguyên nhân ban đầu xác định tử vong là do ngạt khí. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Duy Xuyên thông tin.